Kính chào tất cả các đồng minh thân yêu. Hôm nay là ngày lễ phục sinh. Thì nhìn vào bức hình thumbnail, đọc qua tiêu đề thì các bạn đã biết mẹ hiền của tôi, mã của tôi đang cưỡi phi cơ qua đây, qua Louisiana. Lúc đầu thì định cha hiền yêu dấu cùng với mẹ hiền qua đây luôn. Nhưng mà đến gần phút chót thì bỗng nhiên cái ông già tôi ông đổi ý. Thì anh ta kẹt cái chỗ là bàn nhậu tụm năm tụm ba và nhậu thâu đêm suốt sáng. Vâng, anh ta làm đúng theo ba cái câu hát ở trong cái bài mà xuân này con không về, đó là bao lớp trai hùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi xuân này con vắng nhà. Vì lý do đó mà anh ta đành gửi lời đến với hai đứa cháu nội của anh ta ba câu, đó là bao cái dân chơi tụ tập quanh bằng nhậu, không lẽ riêng mình khô cổ. Cháu nội ơi, phục sinh này ông nội ở nhà. Vì lý do đó mà chỉ có mẹ tôi qua tới đây mà thôi. Vâng, thưa các bạn, cái cuộc dạo chơi, cái lần ghé thăm, cái lần hành tẩu ở tại Louisiana của mẹ tôi sẽ vui ra sao, thú vị như thế nào thì các bạn phải theo dõi từ đầu đến đuôi rồi mới hiểu. Nhưng mà có một điều mà tôi đã cam đoan với mẹ hiền rằng chị ấy thèm ăn bất cứ món gì, tôi sẽ để cho chị ấy quyết định. Còn đi đâu chơi, đi tham quan chỗ nào là hoàn toàn do tôi quyết định. Nói thật cho vui lắm, mẹ hiền qua đây sao không vui được. Là tại vì tôi vẫn nhớ cái câu nói của người ta rằng đó là mẹ là một giáo sư dạy tình yêu thương, là một phân khoa quan trọng nhất của trường đại học cuộc đời. Vì lý do đó sao mà không vui khi đón mẹ chứ. Bây giờ, thưa các bạn, giới thiệu với các bạn hai nhân vật rất là quan trọng của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta lên đường đi đón bà nội. Và sau đây là phần xuất hiện rất là hoành tráng và ấn tượng. Mời nàng. Và sau đây là phần xuất hiện cũng ấn tượng không kém cạnh so với chị mình. Đó là phần xuất hiện của chàng. Đó, tới các bạn. Tướng đi rất là ngầu, nhìn giống lính đào ngũ á. Đó, anh ta đang đào ngũ. Queen ơi, lên đường chưa con? Lên đường. Yeah. Thì như tôi đã nói đó, chuyến đi này đáng lý là có sự tham gia của cha hiền yêu dấu. Nhưng mà anh ta không nỡ lìa xa với các anh em kết nghĩa vườn chè, nên đành lỡ hẹn chuyến đi này. Gia đình thằng em trai ruột thì đã dọn về miền Nam Florida ở rồi. Mẹ hiền thì không có thể nào mà chạy 6 tiếng mấy 7 tiếng chạy xe đó mà qua đây, nên hai vợ chồng đành phải book vé bay cho mẹ hiền. Video này tuy là mang tiếng là đi chơi lễ phục sinh, nhưng thực ra cái hành trình của mẹ hiền kéo dài đến 3 ngày. Vì lý do đó mà tôi quyết định quay cái video này, thứ nhất để cho mẹ hiền làm kỷ niệm, và thứ hai là chia sẻ cái niềm hạnh phúc này đến tất cả các đồng minh. Hy vọng tất cả các bạn like cái video nhiều 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 nhé, để cho mẹ hiền vui lấy le với bạn bè. Còn bây giờ này, chúng ta ra sân bay. Tội nghiệp mẹ hiền, bây giờ chị ta đang đứng trước cổng của sân bay đó. Tưởng đâu là còn có nửa tiếng nữa máy bay mới đáp, thì ra đáp sớm. Chị ấy gọi điện thoại xuống, tụi bay đâu? Ô quỷ sứ. Trễ mày. Tao đi chơi phục sinh. Mà tại sao tụi bay trễ? Đó, anh bắt anh cười. Đó, anh biết bà nội chờ anh khoái lắm. Thời tiết hôm nay thật đẹp, gió xuân dịu mát, nắng xuân reo vui. Con đường dẫn tới phi trường thì trăm hoa đua nở, lòng của hai vợ chồng tôi cũng nở theo. Tuy cái sự biểu cảm không có lộ ra mặt, nhưng tôi biết rằng chàng boss chẳng quan tâm bà nội của mình có qua chơi hay không. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi mơ hồ đoán rằng chàng đang nhắn nhủ mạ tôi hai câu: có mợ thì chợ đông, mà không mợ thì chợ cũng đông như thường. Còn thiếu nữ thì lại khác à nha. Vui ra mặt, tựa như gà mổ nhùm đom đóm, bụng dạ sáng tỏ hết kìa, khí thế nuốt chửng ngân hà. Thương bà nội lắm. Lễ phục sinh năm nay, nàng được vui đã đợi ông kệ. Ở trường học của nàng đó, mấy bà cô giáo tổ chức trò chơi đi nhặt trứng. May mắn là chân của nàng thì lại dài nhất lớp, cho nên người nhặt được nhiều trứng nhất không thoát khỏi tay nàng. Bây giờ thì bà nội lại qua chơi, thì hỏi sao mà nàng lại không vui. Tới rồi, tới rồi, tới sân bay rồi. Tới sân bay rồi. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. Đó, tôi thì gặp mạ, thiếu nữ thì gặp mẹ nội. Hứng thú gì đó, tại vì quá hứng thú cho nên là if you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. Thôi nín đi. Bà nội đâu, bà nội đâu, bà nội đâu? Bà nội đâu rồi? Bà nội ơi ơi. Mà ơi mà. Mà ơi mà.
Con thì con kêu là mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ. Giỏi. Mà ơi mà. Mà mô mì. Mà mô mì kìa. Mà ơi mà. Mà mì mô. Mà mô rồi. Đó, mà tôi kìa, trời ơi mà. Mà tôi xuất hiện giống như nguyên thủ quốc gia kìa. Trời ơi. Mà giỏi ha. Mà biết đi mày bấy thôi ha. À, đi vô. Nãy giờ làm bộ thấy bà nội á. Vài tháng gặp bà nội lần á, cho nên lơ gì đó, giống như ta đây không biết ngươi. Còn Queen kìa thì thương bà nội lắm á chứ. Mà nhất là được bà nội cho bịch bánh nữa chứ. Vậy chứ hỏi thật này, qua đến Louisiana, nếu mà nghĩ đến thức ăn, thèm nhất là món gì ngay bây giờ? Có fish. Yes sir. Nhưng mà thưa các đồng minh, rất là xui cho chị ta là tại vì hôm nay lễ phục sinh thì hầu như là tất cả nhà hàng đều đóng cửa. cho nên làm gì có co fish cho chị ta ăn. Nhưng mà yên tâm, mà thích ăn co fish phải không? Trước khi được ăn thì sẽ chở mà tới một chỗ này cũng liên quan đến co fish. Mà đoán được chỗ mua không? Không phải không? Tới nơi rồi sẽ biết. Quỳnh ơi, tiếp tục lên đường chưa? Lên đường. Có đem theo đồ ăn cho mẹ Hiền ăn chứ. Tại vì bay từ Tallahassee đó, tuy là thủ phủ nhưng mà sân bay nó rất là nhỏ, nên là mẹ Hiền phải qua đến Texas, ngồi bên đó chờ 2 tiếng mấy đó, rồi mới bay qua đây. Là tổng cộng là 5 tiền mấy phải không mẹ Hiền? Tổng cộng 5 tiền mấy, cho nên mẹ cũng khá đói. Tôi đã có chuẩn bị đồ ăn cho mẹ này. Qua này cái món gì đây? 1, 2, 3, ui, 3 ăn cá. Rồi, chả giò. Thấy chưa, có chả giò cho mẹ Hiền, còn có cái này này. Đó. Tưởng ớt mà ăn cay đi mà, chứ lôi trì chơi mà, ăn đi mà. Thực ra chả giò này là do nhạc mẫu của tôi thức dậy từ lúc 3 giờ sáng đó, uống rồi chiên, chỉ sợ cho vất vả lắm, làm gần có 10 tiếng mới xong. Thế bây giờ mới trao đến tận miệng của mẹ Hiền của tôi, hạnh phúc lắm. Ngủ ai được một cái thì cả ba nội nó sung sướng thôi. Ngủ này chàng với nàng nó ngủ này. À, đây mẹ Hiền, đây mẹ Hiền. Hôm nay không cho mẹ Hiền ăn codfish được, nhưng mà sẽ cho mẹ Hiền tại cái chỗ này có liên quan đến codfish. Bị cho bố không? Vâng, thưa các bạn, đó là chỗ nuôi codfish. Bao nhiêu năm nay chị ta ăn codfish nhiều rồi, nhưng mà chị ta chưa biết là cái ruộng nuôi codfish là như thế nào. Nên cho chị ta ra đây cho biết. Nãy giờ chở chị ta đi ngắm Louisiana, đại khái là những cái nơi mà nổi tiếng đó, mang đậm chất Cajun đó, để chị ta ngắm cảnh, ngắm cái ruộng nuôi codfish này, ngắm những cái vườn trái cây đang đơm hoa này. Năm nay á, trái cây ra chậm lắm, cho nên giờ này vẫn chưa có trái gì để chị ta có thể đi hái đâu. Đó. Mà thầy Nha kia không? Thầy Nha nhỏ bình thường phải không? Triệu Phú đó. Thế nên mẹ tôi mới, nhà kia là Triệu Phú đó. Không Triệu Phú ở đây làm chi? Ở đây buồn quá này. Bao nhiêu cái ruộng nuôi codfish như thế này, đơn giản vậy thôi. Bây giờ biết cái người ta nuôi codfish sao rồi phải không? Từ từ sẽ được ăn. Nào mà nói thiệt, năm nay công nhận người ta nuôi ít này, thấy không? Mấy cái lồng này vẫn còn dư này, nằm bờ này, người ta thả xuống số lượng ít thôi. Năm nay đắt lắm. Hàng năm mà đến cái tháng 4 này á hả, là một pound còn có 3 đồng à. Mà năm nay vẫn còn 5 đồng rưỡi đó. Luộc rồi á nha. Đắt vậy đó. Thôi đi mẹ Hiền, lên xe. Lên xe, tiếp tục lên đường. Từ từ hưởng thụ hết. Tối đó, tuy đa số nhà hàng đóng cửa, nhưng mẹ Hiền vẫn được một bữa tối tuyệt ngon và đáng nhớ. Chuyện là xui gia của chị ta, tức là nhạc phụ và nhạc mẫu của tôi, mời chị ta ăn mì Quảng. Nhưng không phải là mì Quảng bình thường, mà là vừa ăn mì Quảng, vừa luận anh hùng. Luận đã đời xong, thì họ lại chia sẻ cho nhau cái cách tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nói trắng ra là chém gió, mãi đến khi tiếng gà gáy thứ nhất mới giải tán. Hôm sau lại là một ngày đẹp trời, thời tiết mát lạnh, ánh nắng xanh xanh, mây trắng phiêu du, không chút ngơi nghỉ. Mà tôi cũng chẳng nghỉ ngơi, hành trình hưởng thụ của chị ta bắt đầu. Hôm nay chở mẹ Hiền đi chơi này, một trong những địa điểm khét tiếng của khu vực đây.
Đây là lần đầu tiên chị ta được tới. Nói chưa, tôi đã mơ ước đưa chị ta tới cái chỗ này lâu lắm rồi. Chắc phải năm mấy, hai năm về trước, lúc mà hai vợ chồng tôi tới đây thăm á. Cuối cùng đã thành công. Năm vừa rồi đây bị dịch á, khu vực này đóng cửa. Cái Jungle Garden mới mở cửa lại cách đây có 2-3 ngày à. Mẹ Hiền qua đúng dịp luôn, đang đậu ngoài cổng này. Muốn vào đây mình phải trả tiền ha. Mỗi người lớn là 7-8 đồng gì đó. Ôi cha, thứ nữa này, thứ nữa này. Thương bà nội không con? Hồi tối được ngủ chung bà nội, sáng dậy ngồi cười tủm tỉm nói là từ nay con muốn ngủ với bà nội suốt đời. Cái hay của cái Jungle Garden này á là họ làm ra có 15 cánh cổng. Một cánh cổng nó có một cái đặc trưng, mình có thể dừng xe lại, tấp xe lại, rồi sau đó mình đi vào mình khám phá từng cánh cổng đó. Nhưng mà tuyệt đối là không được picnic ở đây. Chỗ này là chỉ được ngắm cảnh, chụp hình, khám phá. Một lời khuyến cáo chân thành của người ta, rất nhiều cá sấu và rất nhiều rắn. Cho nên là đi tới cái chỗ nào mà có bụi cây hoặc là có nước đó nên né. Thì các bạn đừng ngạc nhiên khi mà thấy tôi không bước ra xe. Còn chàng đây thì đó, đang ngồi đọc bản đồ để chỉ dẫn chúng tôi sẽ đi đường nào đó mà. Rành lắm trời ơi. À thưa cụ, bây giờ mình đi đường nào? Hả? Chị trái chị phải, cười. Rồi, tiến vào 15 cánh cổng. Gia đình của Hến Gia đang băng băng tới. Vợ tôi nghe Hến Gia tôi mà không Hến Gia làm gì cho nàng được hai cục vàng đẹp thế. Rồi, chúng ta đã đến cái cổng đầu tiên. Mày Hiền đẹp không? Đẹp. Mày Hiền tôi khoái, thiếu nữ cũng khoái, thiếu nữ cũng khen đẹp. Có lần đem cái cần câu tới đây này, quăng xuống một phát kéo lên được con cá smallmouth bass, bự cũng bự lắm. Vừa mới đi qua khỏi cái vũng nước đó là mình đến cổng thứ hai. Đi hôm nay hên cái là trời rất là mát, 75-76 độ thôi. Đó, đường trước mắt là chúng ta tiếp tục đó, nhìn đẹp chưa? Thấy chưa? Thấy bốn thầy trò đường tăng chưa? Có một điều nữa mà tôi quên giới thiệu với tất cả các đồng minh, đó là cái Jungle Garden này là thuộc quyền sở hữu của dòng họ nhà cái ông chủ công ty Tabasco, là cái loại tương ớt mà tôi hay ăn đó. Cho nên lúc mà mình vào mình trả tiền vé đó thì họ có tặng cho tôi quà lưu niệm, toàn là những chai Tabasco nhỏ nhỏ không à. Một cách marketing cũng rất là tế nhị ha. Đây, nguyên một cái hòn đảo này cộng với cái Jungle Garden này đều là của dòng họ nhà ổng đó. Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Đang chạy xe thì thấy nước gần gợn, tưởng đâu cá búng. Hai anh, một anh ở đây, một anh ở ngoài kia. Nhỏ thôi, nhưng mà tôi ra gần tôi coi thử nha. Nhưng phải coi thử vòng vòng đây, cá sấu mẹ nó có nấp mấy bụi cây này không. Nó ra, nó chạy tới, nó ôm ấp tôi giống như kiểu mà người thân đi xa mới về. Chứ, kỳ lắm. Tôi mắc cỡ ba cái vụ mà âu yếm người thân lắm. Để ra coi nha. Đừng có sợ con. Quyền thấy tôi đi ra nó kêu oh no daddy oh no. Đây. Đừng, daddy không tới gần nước đâu được. It's ok, daddy đâu tới gần nó lắm đâu. Ok. Nó dặn tôi đừng có vô nước nha daddy. Đây, một anh. Anh ngoài kia. Nguyên bông nước chỗ này này. Tràn ngập cá sấu với là cá bass. Thẳng mà. Giảm ráo. Chạy xuống rớt cái miệng hàng cái dễ thương lắm. Nãy giờ hai vợ chồng tôi ghẹo nàng nói là thả bà nội xuống cho cá sấu ăn được không Quyên. Nàng khóc. Quyên, thả bà nội xuống ăn được không cá sấu ăn nha. Đâu có phải là chúng tôi vào đây khám phá không đâu, thấy không? Cũng rất nhiều người tò mò, mà đa số là những người ở tiểu bang khác về, chẳng hạn như là Texas này, Alabama này, Mississippi này.
Lý do tôi biết là tại vì lúc mà mình chạy ngang đó, nhìn liếc cái bảng số xe mình thấy họ tới từ tiểu bang nào. Rùa kìa, rùa kìa, cụ rùa kìa. Nằm kế bên cụ rùa là một anh K6 đang ngoe ngoải kìa. Đó, thấy xe. Thấy xe tôi tới này. Kìa kìa con. Anh là kìa được kìa. Đấy à, nó thấy xe mình đậu lại cái là nó, anh tiến vào bờ kìa, rình mình đó. Bây giờ ông tin mà thả ăn bót xuống đen kêu tên kiều liền đó. Nó ăn đẹp luôn á, thịt anh bót là thơm mùi sữa chứ. Thấy chưa, nó rình rồi, thấy không, thấy không? Nhú đầu lên nó rình kìa, tiên sư nhà mày. Đồ xấu xa. Nghe những cái kia là cá xấu. Tiếp tục này. Vì lý do này mà người ta không cho mình ra picnic là vậy đó. Nó chỉ có thể ngồi trên xe ngắm cảnh, hoặc là tới cánh cổng nào mà muốn bước ra chụp vài bức hình thì ok, chứ đừng có nói là dừng lại mà nấu ăn đồ này nọ không được. Tuy cảnh vật trong này đâu đâu cũng lãng mạn, nhưng nguy hiểm, rất dễ mất mạng. Mặc dù mà tôi ngứa ngáy muốn chụp hình lắm rồi, nhưng tôi vẫn bám lấy chiến thuật 3-0. Đó là không tắt máy xe, không cho mở cửa và không được tạo dáng. Có thể nghĩ mình bị chèn ép, giống như cái kiểu mà cọp xuống đồng bằng bị chó săn ăn hiếp, nên mẹ hiền cứ lẩm bẩm hai câu thơ: ngậm một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dừng qua. Chịu hết nỗi, tôi đành dừng lại một nơi vừa sạch đẹp và mọi người đều khói. Mẹ tôi liền mở toang cửa xe phóng ra, tựa như chuẩn bị tạt axit vào kẻ thù. Ôi cha, bà nội điều ủa cha, anh bót khói quá trời luôn, anh bót ơi, anh bót khói. Cái tưng đi khoái trá đó. Lết à, thế nữa làm người mẫu kìa. Đừng tới gần nước quá nha con. Úi cha điều kìa, úi cha tàu dáng kìa. Thằng kia đứng lại, đứng lại để cho con chụp hình. Kiên nhẫn ngồi phía sau xe. Để cho ba mụ đàn bà để chụp hình cho nó sướng, mà nhất là bà đội nữa. Chẳng mấy khi hai chị con ngồi đây ngắm cảnh, trời mát, lâu lâu gió ùa tới phê. Đẹp bớt ha. Đẹp. Thích không con? Đẹp. Tiên sư mà không thích mình lạ đó. Thiếu nữa nhìn thấy hai chị con tôi ngồi cũng chạy tới xin ngồi ké. Đẹp quên ha. Xa xa kia thấy xe không? Người ta cũng phượt tà tà trên xe giống chúng tôi vậy đó. Quyên ơi, Quyên háo hức không Quyên? Háo hức của nàng đó. Số 6 là cái cây này, là cái ốc này ngày xưa ống trồng hay sao á. Còn đây là số 7. Có vẻ hơi tăm tối nha, xin lỗi, kiến xe hơi dơ. Trên đường chạy tới đây đó, nó có mấy nhiều con bớt mùa xuân rồi mà. Ở Louisiana thì mấy con bớt đầy. Đường tăm tối không? Quyên đưa đầu vô con, đừng có để đùng cây, ok? Rồi, ra khỏi khu rừng số 6 và số 7 đó. Cái rừng nó như là đường hầm. Thì bây giờ mình tới cái chỗ này, nó làm thiết kế của nó giống như ngôi chùa á. Mà nghe nói là một người, một ông thầy tu người Thái Lan, ông đã tặng một cái tượng Phật linh thiêng không thì mình cũng không có biết lắm, nhưng mà tặng cho ông chủ của cái mảnh đất này. Và rồi họ đã xây dựng ra cái cổng số 8. Đó, đi lên đi, khẩn nguyện đi mẹ hiền. Mẹ hiền chơi quýnh về tê. Chỗ này tre trúc được còn có nước nữa chứ. Bảo đảm có rắn mà may quá tôi chưa thấy. Cái này là hoàn toàn là do người xây lên. Có thể nhận ra được rằng là chỉ là một cái mô đất á, rồi xong người ta đắp đá đồ vào. Có hai tượng Phật, một tượng lớn và một tượng nhỏ. Chàng bót được lên đường cấp mừng quá cười. Thích kìa, khoái kìa, khoái kìa. Xa xa bên kia có cái cầu đá rất đẹp. Có người tới đây cúng này, bỏ một trái quýt để mà cúng. Với lại ở phía dưới đấy có tượng Phật tổ đó, có tiền một với là tiền cắt để mà người ta giống như là làm từ thiện á, quyên góp cho một hội nào đó.
À, ở trong kia có tiền kìa. Tiền nước gì á, Thái Lan hay là tiền nước gì đó. Mỗi dần té nha. Mỗi dần té xuống nước đó. Rồi, chúng ta rời khỏi cổng số 8. Bây giờ là đến cổng số 9 này. À, là cái dàn chuyện tình Hoa Thiên Lý. Đó, nguyên cái dàn nữa. Cái dàn người ta đang đẹp, nhưng cái cha nội model là đứng vô giống người rừng vậy. Sợ chết, đang chui qua dàn. Thì kiến nó dơ quá, cho nên đành phải quay nghiêng cho các bạn thấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới thành phố của các loài chim, gọi là Bird City. Đây này, chỗ này gọi là Bird City nè, thấy không? Đi đâu có bảng chỉ dẫn hết á. Và đây là cái cổng số 10. À, ra quý nai, bà nội đâu? Dắt tay bà nội nha, cho người ta bắt cóc bà nội đó, người ta quăng cho cá sấu đó. Nàng chạy nhảy nhiều quá, nóng rồi, mồ hôi ra, cởi cái áo ra rồi. Hồi sáng lạnh lắm chứ. Dễ sợ, biểu diễn. Biểu diễn. Cầm tay bà nội, đi. Nào cũng có ghế cho người ta ngồi nghỉ ngơi đồ ơi chứ. Mà tôi khoái lắm. CD, nãy giờ nói đi bus CD mà cứ quẹo xuống cái cây palm đó. Parking thì chỗ này đúng không? Chắc mình phải đi bộ xuống. Rồi, đi xuống khám phá bus CD này mẹ hiền. Ôi, cho bà nội, cái này là bà nội hết thuốc chữa rồi. Hết người nhờ chụp hình, nhờ cũng Vin ra chụp hình giùm. Tại lúc nãy nhờ biệt thự á. Biệt thự chụp cho mấy chục ngàn tấm sau biệt thự mệt rồi. Ngồi ôm chàng boss đang lim dim á. Nên bây giờ bắt Quyên dập hết thuốc chữa rồi. Xa ngoài kia thấy trắng bóc ngoài kia kìa. Ô, mẹ Hiền, lè lên. You enjoy your trip, ok? You too, bye bye. Bye bye. Gặp hai mẹ con Mỹ Trắng, họ ở đâu tuốt trên miền Bắc á. Xuống đây họ nói họ yêu Louisiana quá, cảnh đẹp quá. Thôi nữa dắt bà nội, sợ bà nội bị cá sấu tha. Trời ơi, mẹ tôi cá sấu tha nó hối hận. Quay kìa, thấy không, thấy chưa, người ta lại khuyến cáo kìa, có cá sấu, cẩn thận khu vực này. Từ từ thôi Quyên, có dừng té nha con. Nghe tiếng chim kêu chưa, phê chưa? Có thể cái cảnh này đối với nhiều người là hết sức bình thường, nhưng đối với chúng tôi, nó vô cùng quyến rũ, nếu không muốn nói là cực kỳ hiếm. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là người ta nuôi các loài chim cò này, nhưng khi tìm hiểu thật kỹ thì tôi mới hay, thì ra ngày xưa, trên mảnh đất này, của dòng họ ông chủ Tabasco đó, các loài chim đã cư ngụ rồi, nhưng không nhiều như ngày hôm nay. Phú quý sinh lễ nghĩa, ông chủ Tabasco vì đã lắm tiền nhiều bạc nên mới nghĩ đến cái chuyện tạo ra một nơi độc đáo nhất nhì ở Louisiana, coi như là di sản để lại cho con cháu sau này. Anh ta cho dựng lên những cái dàn chắc chắn để các loài chim tha hồ rủ nhau đến nằm phơi thay. Và thế là một đồn 10, 10 đồn 100, số chim càng ngày càng kéo đến đông hơn. Con nào giang hồ bầm trợn thì chiếm chỗ ngon trên mấy cái dàn. Con nào hiền lành thì ngậm ngùi làm tổ trên những nhánh cây. Nói đến đây thì tôi cảm thấy ông chủ Tabasco khá giống với mạ của tôi. Ông ta giàu có nên cảm thấy có trách nhiệm làm mấy cái dàn cho chim làm tổ. Còn mạ tôi thì Facebook có khoảng 30 người bạn, nên tự nghĩ có trách nhiệm phải chụp nhiều hình để upload. Các bạn coi chị ta đi, lại âm mưu kiếm chỗ chụp hình đó.
Ủa tưởng anh kia không đi ngắm chim ở lại xe để ngủ mà nào ngờ có anh ta kìa. Party. Ê, đang đi bộ đá chưa? Thấy chưa, vừa mới đi ngắm chim về bắt cháu nội chụp hình tiếp. Hết thuốc chữa rồi, nói thiệt hết thuốc chữa rồi. Và cổng số 13 là dinh thự của người mà sáng lập ra công ty Tabasco ngày hôm nay. Ồ, thì ra nhà này bây giờ không còn ai ở hết. Không còn. Nhìn giống nhà hoang luôn rồi. Vào đó bảo đảm ma, chắc mình phải tính cả tá, chứ tính từng con sau cho nó cũng bằng. À, nói chung thì 12 với 14 thì chẳng có gì đặc biệt. 13 thì là nhà của dinh thự cũ của cái ông chủ Tabasco đó. Bây giờ chúng ta còn một cánh cổng cuối cùng, đó là cánh cổng 15. Tôi nhớ mang máng là hình như cái chỗ này là nguyên một cái vườn trúc hay là tre đó. Mà lần trước tới á, là tre nó thân nó màu vàng, vàng rực luôn á, như ánh nắng mặt trời á. Cái này thì chắc mẹ tôi thích. Cảnh nào đẹp mới cho chị ta chụp hình thoải mái, làm phiền đến biệt thự của tôi, giá đáo. Còn không đẹp lắm thì để thiếu nữ chụp cho bả. Đào tạo đó, đào tạo từ tuổi nhỏ đó. Đó, thấy chứ mà. Thấy thân nó vàng chưa? Đó, vàng rực kìa. Tre đó người ta gọi là tre Blondie. Đây nè. Thấy mẹ của mình cứ chụp hình cho bà nội liên tục, thiếu nữ tỏ ra ganh tị. Vì nàng cứ nghĩ rằng công việc chụp hình cho mạ tôi bây giờ nàng độc quyền. Nào ngờ bị phỏng tay trên. Nàng tỏ vẻ không vui tí nào, năn nỉ lắm nàng mới chịu chụp hình chung với bà nội. Vì ráng cười nên nụ cười khô héo. Hey, nàng làm cho tôi nhớ đến hai câu nói của người ta: chí với chí dễ dung hòa, tài với tài khó mà dung nhau. Mặc dù rất là sợ rắn nhưng mà tôi cũng lặn một vòng coi thử. Tại vì dưới thân mấy gốc tre này tôi thấy có rất nhiều măng. Măng. Ủa đẹp quá bây ơi. Ôi trời bà nội, lặn một vòng mới thấy bà nội chụp hình. Ôi trời bà nội, khỏi lắm. Thôi nói cho thấy mẹ hiền được vui vậy mình cũng cảm thấy xứng đáng chuyến đi này, thật sự xứng đáng và ý nghĩa. Ấp ủ 2 năm trời đó để đưa mẹ hiền tới đây đó. Thấy chị tập tới đây hết. Tuy tôi ghẹo chị nhưng mà không vui chứ. Mà đừng chụp nhiều được rồi. Chụp nhiều cản trở sự nghiệp quay phim của tôi. Người đẹp vào cái vườn ta. Trời ơi, thế là bà chụp. Bà điều kìa. Ôi trời. U60 đó nha. Biệt thự rất là chịu khó chụp hình cho mẹ chồng. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chụp cho mẹ chồng xong, bây giờ đến bà biệt thự. Rồi đó. Bà điều. Ôi trời. Bà điều. May là tôi tự đặt vòng rồi đó. Đặt vòng cho tôi. Nhưng tôi là đứng cái tướng đó là tối nay về có đứa con rồi. Để cho mẹ hiền bây giờ đi vòng chụp hình ngoài này xong là mình thẳng tiến về luôn nha. Tranh thủ về lại thành phố Baton Rouge của chúng tôi để tối nay mẹ hiền được thưởng thức món crawfish. Rồi nè, ước nguyện đã thành nè, chuẩn bị đi ăn chi? Crawfish. Oh yeah. Quên này quên háo hức không con? Háo. Mà háo hức mà. Nếu mà tính ra cái tiệm mà bán crawfish ngon nhất ở trong thành phố Baton Rouge của chúng tôi đó là Louisiana Cajun, là của người Việt Nam mình làm chủ. Nhưng nếu mà nhà hàng mà bán crawfish mà mình có thể ngồi lại mình ăn á, rồi mình uống bia mình nhậu được với lại có các món ăn khác đó, thì là Semi này là ngon nhất. Bây giờ mình phải chờ 30 phút. Chờ 30 phút. Mỗi lần mà đến mùa crawfish ở tại Louisiana chúng tôi là thường như vậy đó. Biết bao nhiêu là cái tiệm luộc bán á, cái kiểu mà quán vặt đó tới mua cái đem về nhà ăn. Rồi có biết bao nhiêu cái tiệm cũng có food truck mà bán crawfish.
Vậy mà các nhà hàng mà chuyên luộc crawfish để cho mình ngồi xuống mình ăn là mình thư giãn đó, cũng đông nghẹt khách. Vậy là rõ ràng là crawfish nó tiêu thụ chạy đó, đâu phải là nhờ dân của tiểu bang khác, mà là nhờ chính dân Louisiana. Đứng ngoài này nhìn vào chúng sanh được chuẩn bị ăn crawfish kìa. Trời ơi, chạy nước miếng mà thèm mà. Người ăn được mày phao. Mày phao. Nói thêm vừa là ma răng của hai tao thôi. Mày hai tao là ngon. Rồi, 30 phút đã trôi qua. Vào ăn, mà Hiền ơi, lè lén rồi có phải đừng sụp lại. Này, này, cái mặt sùi lơ này. Canh giữ bà nội đêm ngày sợ có xấu ăn mà bây giờ mặt sùi lơ này. Mệt á, canh chừng mà. Nín canh hoàng cung cũng có lúc bị mệt chứ. Huống hồ gì là canh nguyên bà nội. Mệt rồi. Cho chàng ở nhà, chàng đi nhiều chàng cũng đuối. Để nhà cho mà ngoài canh. Thì chị ta cũng làm thủ tục rồi. Tối qua vừa mới bước xuống sân bay đó thì cũng có tới nhà Suya. Suya đãi cho một tô mì Quảng. Bây giờ phỏng vấn nè. Mì Quảng của Suya ngon không mà hen? Ngon hả? Mình nấu ra kiểu mì Quảng hay là người Nhật ăn? Nhật ăn được Quảng Nam Đà Nẵng. Nói ngon nhưng mà nửa Nhật Trang, nửa Quảng Nam Đà Nẵng. Yes. Uống gì đó? Xá xị. Rất nhanh gọn, vợ tơ hoài tất cả các món ăn cho mọi người. Không ngờ thiếu nữ lại cao hứng lên, liền hỏi anh bồi bàn là nhà hàng có bán cơm chan xì dầu hay không. Câu trả lời tất nhiên là không, nên nàng liền tỏ vẻ ú sầu. Lâu quá tôi chạy vô bếp tôi tự bưng ra luôn à. Đây, 5 phao crawfish. Trà nó thơm. Vẫn là những con crawfish như thế này thôi. Một nơi luộc họ có một cái công thức riêng. Vì lý do đó mà đến một cái nhà hàng nào đó hoặc là một cái quán nào đó thì mình không có cảm thấy ngán đâu. Cay không? Cay à? Ồ, cay thì thiếu nữ ăn được rồi. Kêu đồ ăn riêng cho nàng rồi. Mà luộc có biết kiểu nó nạt rồi. Rồi nó mãn bị kết luộc rồi. Luộc rồi nó sai rồi mày Hiền. Ngày xưa con cũng bị luộc mà con đi quấy á, mày đang bị trặng bay. Để bay với cách luộc này. Mình bóc cái đầu ra trước. Giật đi ra. Đồ đi đồ dơ này. Giật đi. Cặn cái đầu cái. Cặn đầu phải không? Rồi đi ra. Giật. Bóp. Bóp cho thật mềm. Giờ ra hai quánh thôi. Giờ ra hai quánh là đen. Cũng nhờ cái sự bày vẽ tận tình của tôi mà kể từ giây phút đó, mã tôi chính thức trở thành tinh anh trong ngành bờ crawfish. Con này càng bự dữ sợ không? Cái này là giống như tôm hùm luôn rồi, đâu phải là crawfish nữa đâu. Tuy mẹ Hiền và vợ tôi tấm tắc khen ngon, nhưng mà quá cay, cay kinh khủng. Lúc đầu tôi không tin, vì mấy lần trước tới đây ăn đâu có cay lắm. Nhưng sau khi tìm hiểu thật kỹ thì tôi mới hay. Thì ra nhà hàng đổi chủ mới rồi, nên công thức luộc cũng đã thay đổi ít nhiều. Nó cay. Bước ra hai quanh. Bóp. Bóp. Người cây trình bày tôi mà sao sai được. Vô. Mặc dù tay vẫn bóc thoăn thoắt, nhưng các bạn hãy nhìn mẹ tôi đi, rất ư là đau khổ. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng chị ta đã chính thức trở thành siêu sao trong ngành bào crawfish. Nó cay đến nỗi mà không thèm Tabasco luôn. Nó cay quá rồi, nó đậm đà quá rồi.
mới lớn này dễ sợ chưa? Em mới lớn chưa biết mùi trai như thế nào đó, ăn cái đó đỏ mặt á. Louisiana này mà thích nhất là hai món đúng không? Nhất là crawfish, nhì là chi? Gumbo, đương nhiên gumbo mà kêu cho mà gumbo này, Tabasco này. Thịt của con crawfish vợ yêu lấy chai Tabasco rắc cho anh có khoảng 8 giọt, đúng 8 giọt thôi, 8 giọt. Biết tại sao lại với 8 không? Tại tôi thích vậy thôi, 8 số đẹp. Cái nước vô dẻo là vị bắp cải dẻo ăn với cơm, mà cái nước nó chủ yếu là nấu với seafood nha, cho nên nước cực ngọt. Món ăn truyền thống của Louisiana chúng tôi mà, hai món này đây phải đi đôi. Ăn crawfish mà lại không có gumbo thì cũng giống như đàn ông vẫn có đàn bà vậy đó, sống sao đặng. Còn thêm một món nữa mà quên quay, đó là cánh gà cực cay này. Trời ơi, tại vì con vợ tôi nó không biết là crawfish nó cay cỡ này, cho nên là nó kêu nó là cánh gà cay nhất. Bữa tối tuy đau khổ vì cay, nhưng mẹ Hiền hết sức hài lòng. Tối nay sương sương thế thôi, ngày mai sẽ cho chị ta đi ăn ốc ở quán của đồng hương Việt Nam, rồi sẽ đi hái dâu tây. Mẹ Hiền mơ được đi hái lâu lắm rồi, trùng hợp thay chuyến qua chơi này là vào mùa dâu tây luôn, bờ lúc cho chị ấy. Đã chưa mẹ Hiền? Đã. Này tôi hỏi các đồng minh có chịu nổi không, tôi định về ăn đâu hết đâu, còn cánh gà kìa, rồi khoai tây chiên đồ về để mà ăn khuya. Mà nỡ lòng nào chị ta nói là thèm bánh tiêu của Pháp. Bây giờ lên đường thôi mời chị. Chị đã xuống đây tôi sẽ cho chị ấy đã đời ông kệ thật mà. Ngồi ngoài, biệt thự đi vô mua bánh tiêu rồi. Ngồi ngoài để thưởng thức. Mẹ Hiền này, hương tròn mẹ Hiền đang đồng hồ đây. Cái này của mommy. This is mine. Cái này của bà nội. Okay. The chocolate milk. Thì chocolate milk là của con luôn. Con có hai cái luôn, hai sữa luôn. Ở đây, bánh tiêu Pháp. Mẹ Hiền. Review. Khoan cái nhỏ, khoan cái bự vậy luôn à. Úi trời ơi. Nóng không? Không nóng à, người ta mới chiên song song nóng được. Con á, xào á, ở nhà đây thì cho cái gì ăn cũng thăng nóng. Đi đây thì ăn vậy đó. Ngon mẹ Hiền. Đó. Ăn lè lên cả ăn nguôi. Cho dịnh mà lấy gì mà. Cho bà nội thưởng thức hay Quynh thưởng thức vậy? Bà nội hưởng thụ không? Vừa ăn bánh tiêu của Pháp vừa qua điện thoại nói chuyện Việt Nam. Sướng không? Nói vậy thôi. Bánh tiêu mà thiếu mè thôi. Bánh nhê. Vô. Đó, ăn bánh tiêu. Uống vanilla ice. Cheers. Rồi quên vô đi. Chia hoài vậy, đổ. Đổ. Uống đi cái đã. Uống chưa mà chia hoài vậy. Không biết là cho bà nội đi hưởng thụ hay cho chị ta đi hưởng thụ vậy, tôi cũng không hiểu. Còn bà biệt thự thì vẫn ăn như ngày xưa rồi đó. Lấy bánh tiêu của Pháp nhúng vô đây ăn. Vâng, cách ăn rất mọi rợ. Nhưng mà chị ta vẫn tự hào. Tuyệt hảo. Đó, đó, biệt thự bày. Cách ăn mọi rợ cho mẹ tôi. Chuyện từ đời này qua đời khác. Thấy ngon mẹ Hiền hay là vừa rửa? Ngon là lành ngon. Lại có thêm biệt thự chính thức có đồng minh. Quên sao? Có chúng thử cái kia của bà nội ăn thử không? Thử không? Đó, qua thế hệ này nữa này. Chuẩn bị này, lại thêm một thế hệ gục ngã. Đó. Rất là mỏi. Nếu nữa cái gì cũng chẳng khói.
chuyện như vậy đây mày phải không? Vừa ăn vừa uống vừa than là ít gì phải lên mười mấy ký. Bánh tiêu của Pháp, tuy mẹ Hiền đã được ăn nhiều lần, nhưng mỗi lần ăn lại thì chị ta vẫn khen như lần đầu. Và rồi, một ngày ăn chơi sa đọa của mẹ Hiền cũng đã đến lúc tạm hạ màn, phải về ngủ, nạp lại năng lượng. Vì ngày mai, hứa hẹn lại là một ngày ăn chơi tưng bừng. Sáng hôm sau, thời tiết mát mẻ, những cơn gió đầu xuân hình như vẫn còn vương vấn, lâu lâu khẽ ùa đến làm cho ta thấy thoải mái và yêu đời. Giữ đúng kế hoạch, chúng tôi đưa Mạ Hiền đi ăn ốc tại quán trà sữa của Đồng Hương Việt Nam. Tôi thì chưa tới đây bao giờ, nhưng tôi cũng nghe nói nhiều về nó. Và rồi, chúng tôi đã tới. Ấn tượng đầu tiên về cái quán này là tên của nó, King Kong. Yeah, sợ, chắc sắp mở thêm quán Godzilla. Bên trong, thoạt nhìn thì chẳng khác nào là một quán trà sữa đại trà ở ngoài kia. Nhưng không ngờ, nó lại nổi tiếng nhờ các món ăn vặt, cụ thể là ốc. Kiển xúc bánh tráng này, ốc hương nướng bơ tỏi này, ốc len xào dừa này, mực nướng này, sò huyết nướng mỡ hành này, chân gà nướng giòn này, sò điệp nướng này, chân gà hấp tàu xí nữa. Ốc hương bung hấp xả này, chem chép nướng bơ tỏi này. Mẹ Hiền, thêm mọng chi đó? Mực mía. Mực mía, nghe thằng bạn thân đứa trẻ lâu lâu đá nó mọng của tôi nên tới đây nó ăn, nó ca ngợi. Tôi nói nước trà sữa đây ngon, nước mía tươi đây cũng ngon. Cho nên làm sao mà không đem mẹ Hiền tới thử chứ. Nếu như hàng này ngon thì mình có thể cho thằng Đá Mòn 10 điểm về cái tội quảng cáo chính xác. Còn nếu không ngon thì có nghĩa thằng Đá Mòn là dân điêu. Đây, nước mía ra đây, rất nhanh gọn. Kiến con. Review thử coi. Vô nè. Uống nha, coi là Dũng nước mía vỉa hè ở Việt Nam hồi nhỏ tôi uống không nha. Cũng ngon như dân vậy đó. Nó ngọt hơn, có vị tắc, chua chua thơm thơm. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thử coi. Đó. Cảm nhận của mẹ Hiền mới là quan trọng. Bây giờ nó ngon hơn cái chỗ có lần mà đi xuống miền Nam Florida đó. Thằng em tôi dắt tới điếu nước mía. Được rồi, nói cái này ngon hơn. Ngon phải lam răng này. Đây, ly nước cái thứ nữ này dễ thương chưa, có hình design. Biết chiều người lớn, thương con nít. Uống thử coi coi. Review. Ngon hay dở, ngon thì phải làm sao. Đó. Anh bên này, tự đồ ăn, tự ra, tự bốc ăn. Món gì đó, mực hả? Mực chiên, cầm lên ngấu nghiến. Đây, một ốc đầu tiên. Cái này là ốc gì, ốc hương à? Nói thật mấy loại ốc tôi chẳng thành tiên năng, nhìn cũng chẳng biết là ốc gì. Có chút xíu rau răm, hay có chút xíu xả này. Dù luôn tự nhận mình rất thích ăn ốc, nhưng mà tôi cứ cầm con ốc hút gần 47-49 phút mà không ăn thua. Cuối cùng cái chị phục vụ phải chạy lại, lôi bảo điển ra, rồi truyền nghề. Cái này dạ. Hút không cô? Dạ. Có đau không vậy? Không. Vậy mà bà nói bà thèm ăn ốc. Vậy là không xong. Thì ra là không biết ăn. Rồi, miếng thịt bên đây cho coi nè. Đây, miếng thịt to bằng bánh xe bò. Rồi vô. Ok má đắm. Đây, hút nha. Nó có mùi dừa rất là nồng. Hả? Gia vị vừa phải. Nhưng mà cá nhân tôi thì không thích loại ốc này lắm. Còn tại vì thịt nó ít quá, hút nó mệt. Cơm gà. Wow, cơm gà nhìn hấp dẫn hết chứ ha. Nguyên một cái đùi gà suối mỡ nè. Có hành nè. Dưa leo, cà, cơm. Có tỏi gì đó. Tỏi giòn hả? Tỏi phi hả? Cơm này là nước sốt gì đây? Nước mỡ gà hả? Và chút xíu tương ớt sriracha. Đói. Ốc này chắc là ốc hương nè. Nhìn nó to như thế này chắc ốc hương à. Thiệt, không có rành. Để coi sót gì đây cái đã. À. Mắm. Mắm gừng. Thơm. Ừ. Cái này chỉ là hấp thôi hả? Hấp với ớt nè. Ớt này ớt mẻ. Có xả. Đây ốc hương đây chứ gì nữa. Ngon không? Rau răm.
lá chanh. Bất ngờ chưa? Ngay tại Baton Rouge chúng tôi lại có con ốc như thế này chưa? Rất là hoành tráng. Rồi mày hiểu review miền ốc hướng được không? Đó, cảm giác của mày hiện mới quan trọng nhé. Tôi nói rồi, tôi đã hứa với bà là cho bà một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm. Về bảo đảm lên 15kg. Đây, giật nó ra, ra, đúng không? Chấm mắm gừng vô. Ngon. Nước mắm hơi ngọt chút thôi. Mình khoan bàn về cái ngon miệng cái đó. Trước mắt thì mình thấy nó ngon mắt. Bảo đảm cái đám bạn mà tới đây ngồi uống trà sữa mà lại kêu ra một thâu, một cái khay ốc như thế này là thấy vui rồi. Có nơi đi ngồi mà chém gió. Tôi mà đi với mấy thằng boy thì ngồi đây mà chỉ có uống trà sữa rồi ăn ốc rồi lùng anh hùng thôi. Đó. Mặc dù trong đám chẳng có thằng nào là anh hùng. Có đời nào nghe câu ăn ốc lùng anh hùng chưa? Các món ăn dùng dập được đưa lên, mùi ốc ngát hương, trình bày thì khỏi chê. Mã Hiền liền thốt ra một câu tiếng Anh bằng giọng Huế. Oh my god, hẳn look good. Càng lúc tôi càng có cảm tình với cái quán này, đặc biệt khi tôi phát hiện ra chủ quán vừa trẻ, vừa vui vẻ, chiều chơi và nhiệt tình. Chẳng muốn chúng tôi phải chờ lâu một giây nào. Các bạn xem đi, nhiệt tình vui vẻ, bưng đồ ăn lên mà quên đeo khẩu trang luôn kìa. Sau khi nghiên cứu chị ta thật kỹ thì tôi mới hay, thì ra là dân chơi đó. Bận đầm đẹp như công chúa mà lại mang giúp lào. Yes sir. Đãi cho mẹ ăn một bữa trợn mắt. Nào ngờ kiểu này là mẹ lòi mắt luôn với trợn gì nữa. Quá trời quá đất gì ăn sao hết. Còn nguyên hộp cơm gà đây chưa buồn mở ra nữa nè. Cái mình mở ra lấy cho anh boss mớ à, để anh ăn cơm không á. Về mà ăn được không? Ngon, ăn thử cái sò thử coi. Cái này là chắc là sò nướng mỡ hành á. Người ta sò nướng mỡ hành đây, bà gấp một phát mỡ hành rớt ra hết. Cuối cùng còn con sò nướng, không còn mỡ hành. Anthony Bourdain vừa mới nhập chị ta. Chưa giảm thật quá. Đó. Cuối cùng câu kết luận nào cũng là câu đó thôi. Ngon. Ngon rồi còn bịt miệng nữa chứ. Ngon. Còn nàng Queen không biết nãy giờ ngồi ăn cái chả giò không mà nói ui, I love this place. Sợ ăn cái chả giò. Cơm gà ngon ghê. Nãy giờ ăn tôi thấy cái món cơm gà là ngon nhất á. Đối với tôi thôi. Một phần nữa cũng mới ngủ dậy đó. Mới uống cà phê xong á, ăn chưa ngon miệng lắm. Nhưng mà phải công nhận cơm gà nó ngon. Cái hạt cơm nha, không quá dẻo, không quá khô. Ăn nó thơm phức luôn. Ngon, đừng không quay đó. Mà ngon quá phải quay. Còn nóng, kẹp với hành. Vô. Ngon. Cực kỳ thích món này. Cơm gà. Cho mẹ Hiền ăn cái đại tiệc ốc ở tại King Kong Beauty này xong thì sẽ dắt mẹ Hiền đi một nơi mà chị ta đã coi chúng tôi quay rất nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ được trải nghiệm. Ngày hôm nay, đúng ngay đầu tháng 4 thế này, thời gian tuyệt vời cho chị ta thực hiện ước mơ, đó là đi hái dâu tây thưa các bạn, strawberry picking nha. Vườn dâu đang rực rỡ, trăm hoa nó đua nở, dâu tây nó nở phành. Quý này háo hức không? Hảo. Mà hảo hơn không? Hảo. Kết thúc bữa ăn mà cả vợ tôi lẫn mẹ Hiền đều tấm tắc khen ngợi, chúng tôi tiến thẳng đi hái dâu tây. Để tăng thêm khí thế, tôi liền mở bài nhạc ruột của mẹ tôi, đó là bài How You Like That của Blackpink. Và kể từ giây phút đó, tôi đặt nghệ danh cho mẹ tôi là Black Lives Matter. Đang băng băng tiến về cái vườn dâu tây thì có nguyên ăn mai màu nó rất là hồn nhiên đang đe dọa nhan sắc của mạ tôi. Anh bót cười kìa. Anh bót thấy bà nội khổ, anh bót cười kìa. Đe dọa khủng khiếp rồi đó. Nhan sắc của mẹ tôi dễ bị úa tàn lắm nha không. Bầu trời đen tối nè. Vết da nó nhiều. Sao ngộ nha.
Mỗi lần đi hái dâu tây là khi nào cũng bị mưa đe dọa hết á nha. Không sao đâu con, tới nơi mưa thì ngồi trong xe chờ chút rồi hết mưa chạy ra hái cái vẹt cái xong. Hết mưa. Nhưng mà nhìn xa xa đằng kia kìa, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Hy vọng khu vực đó là cái khu vực vườn dâu tây đó, để cho mẹ tôi có thể xuống hành tẩu. May quá, hết mưa, hết mưa, hết mưa. Gần đến vườn dâu tây thì hết mưa. Mẹ tôi quá hạnh phúc luôn. Má ơi hào hứng nè. Lại này, lại này, mãi mà hạnh phúc mà. Rồi, một chàng đã gục, sắp đến vườn dâu. Mưa đã không còn, nhưng một chàng đã gục. Bây giờ làm sao ép chàng thức dậy hái đây. Chết rồi. Vậy là phải cắt cử một người ngồi trong xe để canh chàng. Nói là đã lỡ tới đây rồi, đánh thức chàng dậy luôn cho chàng hái. Đó, thêm nữa có mũ đội vô này. Đây nè, bà này có người tình mùa đông như ai. Đi hái dâu tây mà chơi người tình mùa đông xong. Đây, thêm nữa cầm bịch mũi cho bà nội hái được dâu tây cái là chấm liền này. Đi con, hái cho bà nội ăn ok. Năm nay Louisiana với Texas bị ảnh hưởng bởi cơn bão mùa đông đó. Trái cây năm nay mất mùa trầm trọng luôn. Vườn trái cây kỳ lạ của Mr. Eddie là một thân hữu của nhóm công hến đó. Hàng năm là giờ này cho hái đầu lông, cho hái táo, rồi blueberry, rồi trái mâm xôi, rồi dâu tằm đồ đầy đủ rồi. Tôi gọi ngày hôm qua để dắt mẹ tới chơi, tới hái. Thì ông nói là chưa có trái gì hết, ít nhất là phải đầu tháng 5 hoặc giữa tháng 5. Thì vườn dâu tây bây giờ cũng vậy, không quá nhiều trái. Vâng thưa các đồng minh, mạ hiền của tôi thích quá trời luôn. Chị nói vui, đẹp. Cái này là đẹp một ngày mà trời nắng ít mưa đấy nha. Chứ ngày nào mà trời mưa nhiều kìa, là mấy cái luống này này, hai bên là ướt sũng nước, lội đi nó dơ lắm. Cái vườn này đó, họ có tất cả có 8 cái như thế này. Nó chia, rải rác ra. Nhưng mà trước khi mà lấy cái hộp để mà đi hái thì hỏi họ đó là có hay không, nhiều hay không để chúng tôi hái. Thì họ nói là không có nhiều đâu. Ơi good luck, các bạn đi kiếm đi. Mà quan trọng này, mẹ hiền thích là được rồi. Mẹ tôi cứ đã hè. Lúc mà quay phim á, chị ta không có thể nào mà hình dung ra được cái cảnh như thế này. Nó đẹp như thế này. Lên phim thì nhìn thấy dâu thôi chứ đâu tưởng tượng ra cảnh vực nó đẹp như thế này đâu. Khói quá trời khói kìa. Mẹ hiền, chào mẹ này. Hi, yes. Rồi, Queen hái được những gì ra đây coi cái này. Ai, nếu mà dâu mà đỏ lòm á, thì mình gọi là đưa nàng về dinh. Còn dâu mà nửa đỏ nửa xanh này thì mình gọi là rước tình về với quê hương. Quyên thích strawberry lắm hả? Cứ dần giẫm cây người ta nha con. Thằng này cũng khôn cho nó đi, nó biết né mấy cái cây ra chứ. Và sau đây là chương trình review. Bà già tôi nói là review liền đó, bây giờ mới ngon. Thử nha. Chấm nhiều muối nè. Cắn một phát luôn nha. Chua. Thật ra ngon thì cũng không ngon gì đâu, nhưng mà cái cảm giác mà mình hái xong mình ăn á, tạo cho mẹ tôi cái cảm giác là nó ngon vậy đó. hai bà cháu ăn kìa. Ăn, quyết định ăn hết mà, không đem ra tính tiền đồng nào hết á. Gian ác quá. Bà biệt thự
Thấy mẹ mẹ chồng ăn mấy trái dâu nửa xanh nửa đỏ không có cam, quyết đi tìm cho bằng được. Hái cho mẹ chồng một trái thật ngon. Thêm đi mẹ Hiền. Vô luôn này. Mẹ Hiền cẩn thận đem theo nước lạnh để rửa. Tụi tôi bình thường đi thì quất luôn à. Hồi nhỏ đi hái có đời nào quên rửa đâu, mà bây giờ bắt chước bà nội cũng rửa dâu rồi. Thằng kia bà định bỏ nhà ra đi, mẹ cứ kêu hoài. Bà kia thì ham hái dâu. Mà thương em, một mắt hái dâu một mắt canh em. Coi chừng em bị người ta bắt đó như con nha. Với lại coi chừng bà nội đó, bà nội bị cá sấu ăn á. Ok, đừng nói. Nói đừng có nói. Trong khi thiếu nữ sợ thì thiếu nữ đâu biết bà nội đang hưởng thụ thế này. Người tình mùa đông đang hưởng thụ. Em đi hái dâu cả ngàn lần rồi mà sao lần nào em cũng phấn khích vậy? Rồi đem tới thưởng cho người ta mùa đông đi. Đây, mẹ Hiền rất là phấn khích mà khoe này. Ồ, trái này ngon chứ ha, tinh anh trong giới tinh anh nè. Được á, mà còn tướng lái đó. Ù, nhiều quá rồi, mũ con đâu rồi? Nóng hả? Thôi đừng hái nữa, nè. Nhiều rồi con. Bỏ vô. Thôi được rồi, đừng hái nữa. Đủ rồi, nhiều rồi. Yeah, con đi hép bà nội đi, nhưng con đừng hái nữa. Ừ, đội mũ lên. Mẹ Hiền, nhiều rồi, để cho người ta hái, còn nhiêu đâu? Thiếu nữ đi theo kêu no more. Mình đang lại cúi xuống, đồ giả dối. Miệng thì nhân nghĩa, mà tay thì tiếp tục hái. Thôi mẹ, nhiêu rồi. Đâu có ăn hết đâu mà. Đi cho vui vậy thôi, thấy đỏ đỏ, đẹp đẹp thì ham hái vậy thôi chứ. Ăn thì có nhiêu. Quên nói no more, sao quên hái hoài vậy? Ồ, thế nữa, bây giờ cãi ngược lại nó là no I say, get some more. Rõ ràng tôi nghe nó nói no more. Sao mày Hiền, vui không? Quả vui luôn, mày Hiền cầm cho con đang quay phim mà. Được rồi mày Hiền, nhiều quả rồi. Anh bót kìa. Chạy tới chạy lui, hái thì ít mà phá thì nhiều. Thành quả của mày Hiền ngày hôm nay, một rổ. Ăn được mày trại rồi, nắm trại chưa? Bữa nay là em với anh Quyên, cũng đâu thua kém mẹ Hiền đâu. Người ta đưa cho mình một cái hũ này để hái, ăn nhiêu ăn, một hũ 5 đồng. Ở đây, tha hồ mà review. Biệt thự tôi còn cẩn thận chạy đi mua thêm mớ strawberry nhúng với sô-cô-la đó. Tới để cho mẹ Hiền ngồi thư giãn. Yo, bao nhiêu? 5 đồng á hả? 5 đồng. Thì ra là những trái tinh anh nhất là cái vườn này họ hái để họ nhúng sô-cô-la họ bán hết rồi. Ngon lắm con hả? Queen mà, cái gì mà có liên quan đến sô-cô-la bà chẳng ừ. You are chocolate now? Thiếu nữ cứ nhìn tôi mà. Hy vọng đêm ngày tôi thích chocolate. Chua chua ngọt mà giọt là gì ra? Chua chua ngọt mà giọt cái gì ra? Bây giờ nó chua chua ngọt ngọt. Ăn với muối. Vô. Chúng ta ăn sô-cô-la xong không? Lấy vô tay chấm muối ăn nó chua. Ôi, mày Hiền hưởng thụ đấy mày Hiền. Ngấu nghiến luôn kìa. Tội nghiệp không? Ngon lắm con hả? Mà phim này bà nội đóng vai chính hay con đóng vai chính? Bà nội à. Mà sao mà bắt con đây đi quay con hoài vậy? Tôi thấy tôi quay bà nội hoài là kêu Phim mi. Giỏi lắm. Và cứ như thế chúng tôi tà ăn hết mớ dâu tây ở trên bàn. Mãi đến khi chủ vườn đóng cửa thả chó thì mới đứng lên thời thở ra về. Tối đó là tối cuối cùng mà mẹ tôi còn ở lại Louisiana. Mai phải về Florida với anh chồng đẹp trai hào hoa của mình rồi. Sau khi ăn tối xong, chị ta rủ tôi ra ngoài để ngồi ngắm sao, nghe nhạc Trịnh Công Sơn được trình bày bởi giọng ca Chế Linh. Mãi đến khi sương rơi thấm mềm đôi vai gầy của tôi thì chị ta mới chịu ngon dứt say nồng.
mà tôi về lại với ba tôi. Trời ơi là trời. Nhanh không à? Ở lại thêm 3 ngày nữa đi hả? Đồ về bãi hả? Nói chơi là thôi về đi, cả anh yêu nằm khóc hú hú đó. Ba tôi phấn khích khi mẹ tôi đi chơi lắm, tại được đi nhậu thả ga mà. Mà mẹ tôi đi khoảng 2-3 ngày bắt đầu nhớ rồi, về rồi đi chơi gì chơi lâu vậy. Như vậy đó. Rồi, 1:45 mới bay, cất cánh. Bây giờ mới chỉ có 10:45 thôi. Chở mẹ Hiền đi ăn sáng ăn trưa luôn. Tới một cái nhà hàng Thái Lan mới mở. Mở không lâu lắm đâu, mới có 2-3 tháng hay 4 tháng là cùng thôi. Nhớ vậy đó. Tớ đang một lần rồi, đồ ăn rất ngon. Lạ thế này, vợ tôi mỗi lần mà đi cái nhà hàng nào đó ăn mà ngon á, là khi nào cũng nói chứ vài bữa mommy daddy qua đây dắt họ đi ăn. Tại vì ba mẹ tôi ngoài ẩm thực Việt Nam ra thì ẩm thực Thái Lan là họ thích nhất mà. Nên là hôm nay dắt mẹ Hiền tới đó ăn. Có nhiều món độc đáo lắm. Nhìn thấy mặt tỉnh rười vậy chứ thật ra thì khóc cả đêm. Nằm khóc. Sắp xa 4 cục vàng. Hai đứa nhỏ 2 cục lớn là vợ chồng tôi. Hẹn nhau rồi. 1-2 tháng nữa thì vợ chồng tôi sẽ về Florida để mà thăm. Nhưng mà tương lai mà bay qua lại đây để mà khám phá thì hẹn nhau vào dịp Giáng sinh. Thì tới đó ba mẹ tôi sẽ qua đây. Nếu lười lái xe thì bay qua. Còn nếu ba tôi lại lười đi tiếp thì mẹ tôi lại bay. Nhưng mà tôi bảo đảm đó, sau cái video này mà nhìn thấy cảnh mẹ tôi ăn crawfish thì ba tôi thực tới cũng sẽ cố gắng đi. Nước miếng ròng ròng á chứ. Tới sớm quá, nhà hàng vẫn chưa mở cửa luôn này. 11 giờ mở cửa, bây giờ mới có 10:59. Nhìn thấy bóng dáng chúng tôi cái lập tức quẹt khu gym lên, thắp bếp lên liền. Ngay mạ về bầu trời cũng u buồn. Giống như thay lời nói của chúng tôi, đó là hai cái từ tiễn đưa. Rồi, nhà hàng vừa mới mở cửa, bà chủ lo đầu ra, quay tấm bảng, bật đèn lên. Mẹ Hiền tôi phóng vào. Nhà hàng Thái Lan thì tôi đã đi nhiều rồi, đa số thì nhà hàng nào cũng ngon. Nhưng nhà hàng này chắc là độc đáo nhất. Không gian tuy nhỏ nhưng đẹp và ấm cúng. Đặc biệt là cái bếp đó nằm trước mặt thực khách luôn. Tiếng xèo xèo bất tận cùng với những làn khói quyến rũ và mùi thức ăn ngát hương, dễ dàng làm cho ta có cái cảm giác món nào cũng tươi ngon. Nhà hàng chỉ có 4 phụ nữ, từ bà chủ này, đầu bếp cho đến phục vụ. Nên tôi đặt cho cái nhà hàng này một biệt danh mỹ miều Thái, tứ đại mỹ nhân. Nước là bằng vàng luôn á Dưỡng hả? Vô mẹ Hiền. Mẹ Hiền tôi nói nhà hàng Thái đặt. Bước vào nhà hàng này thì tôi sực nhớ đến bài hát chứ. Đưa em lên những ngôi đền mà chẹn vàng, chẹn bạc, cái đậm chim trong tim. Ê, sợ tôi hò huyết á. Chẹn bạc bên kia, chẹn vàng bên này. Ẩm thực Thái Lan cũng có tôm hỏa tiễn đó chứ. Rồi, quả đu đủ đây. Phong cách Thái Lan ở đây có hai cái, quả đu đủ phong cách Lào và phong cách Thái Lan. Thì mình kêu phong cách Thái Lan để cho mẹ Hiền ăn thử. Vô đi mà Hiền. Yêu cầu hò cấy lắm á. Lần trước tôi tới đây ăn á thì phong cách Lào ăn nó cũng được, cũng cay mà nó màu đen. Thái thì nó nhìn đẹp hơn, là nhìn tươi tắn hơn. Ui chua chua, nó cay. Cay chứ. Đã đợi ông kè, đã đợi ông kè. Đây, chả giò khoai môn. Chỉ là cái bánh tráng cuốn lại cục khoai môn ở trong thôi. Trà Thái nè, đậm đà ha. Wow, trà Thái đây không ngọt nha, tôi thích vậy á. Lợ lợ thôi, không ngọt lắm. Này, toàn là những món chị ta thích không á chứ. Cho nên mỗi lần đi ăn một cái nhà hàng nào ngon là vợ tôi khi nào cũng nghĩ đến ba mẹ chồng hết á. Nên là ba mẹ chồng qua dắt đi ăn, ba mẹ chồng qua dắt đi ăn thử. Bảo đó họ sẽ thích. Tại ba mẹ tôi dễ ăn lắm, món gì cũng chơi được hết. Để cho mami nhai chút xíu rồi đã rồi mới hỏi chứ. Người ta vừa mới cắn cái hỏi ngon mami. Làm bà vội vàng vội vã bà trả lời. Muốn ngon. Thêm một món ra nữa này. Cơm trắng trong dĩa. Với cái hũ này từ từ. Dư khui đi mày Hiền. Khui. Ồ. Nó để trong cái hũ này á, làm tôi tưởng tượng đến một món ăn trong một bộ phim mà tôi đã từng coi thần ăn à. Phật nhảy tường. Nó ấy trong này nè. Cà ri bí đỏ đậu hũ. Nghe vô là biết món của vợ tôi rồi. Wow, con tôm bự quá kìa. Tôm này tôm càng xanh chắc. Tôm càng xanh. Múc cơm cho mami. Người ta chặt càng chặt đồ hết gọn gàng rồi nè.
Hiên để chạy vào đây mẹ Hiên để cống phục vụ cho mẹ Hiên về. Gọi cho mẹ về đi, tụi con mệt lắm rồi đó. Món cuối cùng, cơm chiên cua. Thịt cua nha, họ luộc xong bóc vỏ ra hết. Thấy chưa? Họ bỏ thịt cua trên này. Cơm chiên với trứng. Thái Lan thì cũng giống như Mỹ vậy đó, Mexico á, ăn cái gì cũng có muối chanh. Nặng vào. Dưa leo làm cũng cầu kỳ chưa. Cho anh mượn cái nĩa em. Anh thử coi mà mẹ Hiền khen ghê. Chị hụt cơm á. Nó khô mà mẹ không? Ừ, cơm chiên cực thơm luôn. Thịt cua. Yo. Review qua hết tất cả rồi, thích nhất món nào? Nói thật lòng đi. Món nào ngon hả đó? Nghe mẹ Hiền nói thế, người vui nhất chắc chắn là vợ tôi rồi. Vì cái gì nàng thích, nàng mê. Mà khi chia sẻ với mẹ chồng, rồi được khen ngợi, thì nỗi mừng chẳng biết lấy gì để mà cân. Trong khi đó, cặp trai gái thanh lịch của tôi đang say sưa review tưng bừng. Đây, đây, tráng miệng này, cà rem dừa. Nó bỏ ngay bên trong cái vỏ dừa luôn. Cái muỗng thì làm bằng tre. Review. Put it here, yeah. Thank you. Thơm nồng luôn á. Thơm dừa. Ừ, chẳng lẽ mùi dừa mà thơm mùi măng cụt. Mẹ tôi review kỳ quá. Cái dừa cũng nhận nó thơm dừa. Bữa ăn chia tay cuối cùng đã xong. Chúng tôi thẳng tiến đến phi trường. Người buồn nhất có lẽ là thiếu nữ. Vì 3 ngày qua, tối nào cũng ngủ chung với bà nội. Giờ cha thấy nhau ra đến. Bắt Duy Mạnh lại, bắt Duy Mạnh lại. Mày Hiền đi, mày Hiền về. Đã chưa? Chơi đã chưa? Ăn đã chưa? Con thêm cái món gì nữa không? Hết thêm rồi hả? Bà nội đi rồi, buồn không? Cuộc vui nào cũng tan, điều thuộc nào cũng tan. Kẻ sạc những nào cũng hoang mang và mối tình đầu nào cũng lỡ làng. Đến giờ mà về với chàng. Về nghe mà. Thấy thiếu nữ khóc thì tôi càng thấm thía cái câu nói của người ta. Mẹ là một giáo sư, dạy tình yêu thương là một phân khoa quan trọng nhất của trường đại học. Cuộc đời, thiếu nữ khóc thật thì không phải bàn cãi. Nhưng anh này thì khóc hài vua thôi nè. Vì trong ánh mắt ấy, hình như anh ta vẫn muốn gửi đến mẹ tôi hai câu nói. Có mợ, chợ đông, không mợ thì chợ cũng đông quá trời. Vỗ xe đi, bà nội đi rồi. Khổ dễ sợ, bắt mẹ của nàng đứng ngoài cửa sổ đó, cửa kiến đó. Nhìn vào bà nội, hy vọng các đồng minh đã được mãn nhãn, đã lỗ tai trong cái chuyến đi chơi lễ phục sinh 2021 dài vô cùng vô tận của mẹ tôi. Thì lúc nãy tôi nói với mẹ Hiền mà, buổi tiệc nào cũng tàn. Thì thôi, video này cũng xin được hạ màn. Xin được cảm ơn tất cả các đồng minh đã đồng hành cùng gia đình vừa vừa của Hến Gia cũng như với mẹ Hiền thân yêu. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video mới nhất. Thôi mà, phim kết thúc rồi mà, sao còn vẫn còn khóc? Bà nội đi về rồi, bà nội về lắm rồi, bà nội vui lắm. Thằng kia khóc theo nữa. Cái xã giao đó, bên kia khóc bên này khóc ngược lại xã giao. Thôi, Christmas bà nội qua, nghe không? Vin, đừng khóc nữa, mày khóc đau khổ quá. Ok, vui vẻ này, hôn cô chú gây bye bye phim này.